ăn gì vậy? Hả? Nè, 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 Ăn đường phèn hả? nè, Ngon không? nè, Ngon không? nè, Cho mẹ biết ha. Cảm ơn con nha. Ngon quá. Ngon không? Ngon không mà ăn dữ à? Ăn nhiều cũng sợ sâu ăn hả? Sợ sâu cắn răng con hả? Sợ sâu cắn răng con không? Con làm cái gì? Cái con gì đu theo con ha? Con ong á, con ruồi chứ? Ruồi. Ừ, con ruồi đó. Trời ơi, mời con ruồi ăn đường phèn đồ nữa. Thôi con ăn đi, đừng có đưa con ruồi ăn nha. Con ruồi nó ăn hết rồi, có đâu con ăn. Giấu, cắt lại, cắt đi. Con ruồi nó ăn hết trơn của Châu đó. Của con người nữa. Ừ. Ừ. Đập con ruồi hả? Nó mất tiêu rồi. Đập ruồi hả? Ngon quá trời. Ngon quá, nhâm 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 nhâm. Đường phèn ngon quá. Ngon không? Ngon không con? Ngon hả? Trời ơi, ngon quá. Ừ. Bà nội nói gì đó, nói con ăn ngũ cốc rồi con đập luôn cái chén hả? Đập cái chén của bà chính được không? Rồi có đền cho bà chính không? Lấy chén của bà nội đền nha, hiểu không? Hả? Con lụm lên đi, con lụm lên đi, con đừng để đó. Sao con ăn mà con bỏ vậy? Mẹ ăn nha, ầm luôn mẹ ầm. Ấm la xì. Lúc này là con vi khuẩn nó đang bó rối nên bỏ vô miệng ăn luôn. Không chưa sao ha. Ngon quá. Đường hoàng thần thánh phải không? Ăn ngon hơn kẹo luôn phải không? Con gì vậy? Con gì đâu? Con nhện. Con nhện hả? Ờ con nhện. Con nhện. Ba đi. Con nhện thôi mẹ mẹ màu gì hả? Con nhện màu đen. Con nhện màu đen hả? Ừ. Ừ, con nhện. Con gì đó? Ừ, mắt. Rồi, rớt rồi. Ừ, sao? Ừ. Rớt rồi. Rồi, ăn xong rồi ra tắm nha con. Nha. Ăn xong rồi ta ra tắm cho mát nha, chiều rồi. Tắm cho sạch sẽ ha, thơm tho rồi. Chịu không? Ừ, chịu, giỏi. Rồi ăn thêm một cục nữa thôi ha. Ăn thêm một cục đường phèn nữa thôi. Ừ. Một cục nữa thôi đi tắm nha. Ngon quá. Có ai ăn đường phèn với con không? Bà nội ơi, bà nội ăn đường phèn không? Ngon quá bà nội ơi. Ai ai đi mất tiêu? Bà đó đó chứ đâu có mất tiêu đâu. Thôi gớt rồi bỏ đi con. Bỏ đi. Mấy cục khác đi. Bà đó kìa ở đâu mà Ba ừ.
Ba luôn ngoài đó đó. Có đi đâu đâu mà bà mất tiêu. Ừ. Ăn xong chưa? Với bấm nha. Rồi đậy lại đi. Con đậy lại đi. Ừ, cái nắp nè. Cái nắp đậy lại đi. Mẹ đậy lại cho con phải không? Rồi.